1, 2, 3, action! Ok, thank you. Chào em. Em tới lâu chưa? Em muốn nước chưa? Em muốn rồi hả?
Em ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi. Ăn rồi, em ăn cái gì? Dạ ăn cơm với mắm. Hèn chi. Anh ngồi xuống đây đó nha. Em ở đây với ai? Vô đi. Em xin chào các bạn, mình là Trần Nam Huynh, mình đến từ công ty vệ sĩ SOS. Sau đây mình xin hướng dẫn một số kỹ năng tự vệ cho các bạn nữ khi gặp tình huống bị khoác vai sàm sỡ. Khi bị khoác vai, các bạn nghiêng người, dùng lòng bàn tay đánh vào hạ bộ, tiếp theo dùng cùi chỏ đánh vào mặt và sau đó dùng lòng bàn tay đánh vào mũi đẩy đối phương ra và chạy ngay đi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ tới mọi người và nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, mình là Trần Nam Huynh, mình đến từ công ty vệ sĩ SOS. Và sau đây mình xin hướng dẫn cho các bạn một số kỹ năng và nguyên tắc để ứng dụng vào tự vệ. Điều đầu tiên, chúng ta phải chú ý đến tâm lý phải cần bình tĩnh và không được run sợ. Tiếp theo, chú ý đến khoảng cách an toàn, giữ khoảng cách để đối phương không chạm vào mình. Khoảng cách ra đòn là khoảng cách từ bộ phận sử dụng để tấn công tới điểm đánh. Tiếp theo, chú ý đến các điểm yếu. Vùng mặt, có mắt, mũi, cằm, thái dương, tai, vùng cổ có hầu, vùng thân có hai mạng sườn, đặc biệt bên phải có lá gan, dễ bị tổn thương, chấn thủy, phần hạ bộ, các điểm đầu của cơ bám vào xương. Cuối cùng cần quyết định phản xạ nhanh, nhìn nhận tình huống và quyết định ra đòn dứt khoát nhanh nhất. Chúng ta lên tập luyện thêm một số môn võ thuật để có kỹ năng chiến đấu và khả năng tự vệ tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ cho mọi người và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, mình là Trần Nam Huynh, mình đến từ công ty vệ sĩ SOS. Và sau đây mình xin hướng dẫn cho các bạn một số kỹ năng để xử lý khi gặp tình huống bị cướp chặn xe. Khi bị cướp chặn xe, điều đầu tiên các bạn phải thật bình tĩnh. Và tiếp theo, các bạn phải nhanh tay khóa cổ xe lại và rút chìa khóa ra. Sau khi cầm chìa khóa chắc trên tay, chúng ta lập tức chạy ngay đi tìm nhà dân gần nhất. Vừa chạy thì chúng ta vừa la lên kêu cứu. Khi bị ép xe ở không gian hẹp, chúng ta không thể chạy thoát được thì chúng ta cần chúng ta nắm chắc chìa khóa trên tay bằng cách như sau. Đặt chuôi chìa khóa ở giữa lòng bàn tay và điểm tựa là ngón tay cái và mũi chìa khóa chĩa ra giữa khe giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa và nắm chắc lại. Chúng ta sẽ làm theo mọi yêu cầu của đối tượng. Khi đối tượng tới gần thì chúng ta sẽ dùng chìa khóa đánh vào những điểm yếu như mạn sườn, bụng, ngực của đối tượng và sau đó lập tức chạy ngay đi và la lớn kêu cứu. Vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn một số kỹ năng bằng cách sử dụng chìa khóa để tự vệ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ tới mọi người và hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, mình là Trần Nam Huynh, mình đến từ công ty vệ sĩ SOS. Và sau đây mình xin hướng dẫn cho các bạn một số kỹ năng để tránh bị cướp giật khi đi trên đường. Trường hợp khi đi trên vỉa hè, chúng ta đeo túi xách để phía trước bụng và dùng hai tay ôm lại.
Khi chúng ta làm như vậy thì tên cướp nhìn thấy chúng ta có sự đề phòng và sẽ không dám tấn công. Khi đang ở trên đường, chúng ta có điện thoại thì chúng ta nên đứng lại và tìm một vị trí an toàn có thể quan sát xung quanh để nghe điện thoại. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ tới mọi người và nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn, hôm nay Hiếu sẽ hướng dẫn cho các bạn tập luyện một kỹ thuật tiếp theo trong phẫu thuật, đó là đọc đạp ngang. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện kỹ thuật. Thực hiện kỹ thuật như sau: một, nâng chân lên; hai, duỗi chân ra; thu vào; một, hai; một, hai; một, hai; một, hai. Vừa rồi mình vừa giới thiệu kỹ thuật đọc đá đạp ngang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của SOS CMA. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với một đòn đánh tiếp theo của phẫu thuật, đó là đòn đánh đối thẳng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào kỹ thuật. Thực hiện kỹ thuật đòn đối thẳng chân sau. Lên, bỏ bỏ. Thực hiện, nhịp 1, nâng chân lên, giữ khung góc.
đấm chân ngang tay sau. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thực hiện nhé. Rồi chúng ta vào tư thế chuẩn bị, hai chân rồng mình vai, chân thuận về phía sau, hai mũi chân hướng về phía trước, đầu gối hơi trùng xuống. Rồi chúng ta sẽ hóp bụng lại, đầu hai tay song song khép sát sườn, mắt nhìn thẳng, cầm cúi xuống. Thực hiện đòn đánh móc ngang tay trước. Đầu tiên nhịp 1 chúng ta sẽ nâng mũi trỏ lên ngang vai. Nhịp thứ hai chúng ta sẽ kết hợp xoay mũi chân đồng thời xoay hông và thở ra. 1 nâng lên, 2 xoay thu về. Trong đòn đánh này để thực hiện dễ hơn thì chúng ta sẽ mở rộng vai một xíu. Ok, 1 nâng lên mở rộng ra. Nhịp 2 xoay, nâng lên, 2. Rồi mình sẽ thực hiện nhanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục thực hiện đòn đấm móc ngang tay sau. Tương tự, nhịp 1 chúng ta sẽ nâng trỏ ngang lên, cẳng tay vuông góc với cẳng tay. Nhịp 2 chúng ta sẽ xoay mũi chân sau đồng thời đấm ra, thu về. 1 nâng lên, 2 xoay, thu về. 1 nâng lên, 2 xoay. Rồi thực hiện liền mạch, 1, 2, 3, 4. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp hai đòn đấm móc ngang tay trước và móc ngang tay sau để tạo nên một combo hai đòn đấm móc ngang. Chào mừng các bạn đến với SOS GMA. Mình tên là Hiếu, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện đòn đấm thẳng.
hiện kết hợp hai tay, thực hiện chậm. 1 2 3 thực hiện nhanh. 1 2 3 Vừa rồi chúng ta vừa thực hiện xong hai kỹ thuật cơ bản của đòn đấm thẳng tay trước và tay sau. Các bạn hãy like, share, comment và ủng hộ theo dõi những clip tiếp theo của kênh. Và là Trung Hiếu đến từ SOS GMA. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với một kỹ thuật đòn đánh tiếp theo, đó là đòn đánh chọn ngang. Rồi chúng ta sẽ cùng đi vào phần thực hiện kỹ thuật. Đầu tiên vào tư thế phòng thủ. Thực hiện kỹ thuật như sau: nhịp 1 đánh chọn ngang vào vai, nhịp 2 xoay mũi chân xoay hông đánh thẳng từ ngoài vào trong, thu vào. 1 2 1 2 thực hiện nhanh. Thực hiện tay trước, 1 nắm trỏ lên, 2 xoay chân xoay hông, 1 nâng lên, 2 xoay, thực hiện nhanh. Thực hiện kết hợp đánh hai tay. 1 2 1 2 1 2 thực hiện nhanh. Rồi chúng ta vừa làm quen với hai kỹ thuật đòn đánh chọn ngang trái và phải. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại những kỹ thuật tiếp theo. Xin chào các bạn, hôm nay Hiếu sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ thuật combo đòn tay bằng hai đòn đấm, đó là đòn đấm móc ngang và đấm móc dọc. Bây giờ chúng ta cùng vào kỹ thuật. Hai chân đồng bằng vai, chân trước chân sau, xuống tâm rồi thủ lên. Thực hiện kỹ thuật như sau: nhịp 1, thực hiện đòn đấm móc ngang tay trái, nâng trỏ lên xoay hông. Nhịp 2, thực hiện đòn đấm móc dọc tay phải, xoay mũi chân phải, xoay hông phải và tay phải. Rồi thu vào, thực hiện lại. 1 2 1 2 1 2 thực hiện nhanh. Vừa rồi mình vừa giới thiệu một đòn combo đấm móc ngang và dọc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy like, share, comment và ủng hộ những video tiếp theo của SOS GMA. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ thuật tiếp theo, đó là một combo tấn công bằng đòn đấm thẳng. Chúng ta cùng bắt đầu kỹ thuật. Tư thế phòng thủ, thực hiện đòn tấn công combo đấm thẳng như sau: nhịp 1, bật lên đấm tay trái ra, nhịp 2, xoay chân phải đấm tay phải ra, rồi thu về. 1 2 1 2 1 2 thực hiện nhanh.
người hướng dẫn các bạn một combo tấn công bằng đòn đấm thẳng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của SOS GMA. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn đến với SOS GMA. Hôm nay nếu sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ thuật cơ bản. Động đá tiếp theo đó là động đá vòng tròn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng kỹ thuật luôn. Chân trái bằng thủ, tất hai chân động bằng vai. Rồi chân trước chân sau, hai mũi chân hướng về phía trước, đầu gối trùng xuống, bắp bụng. Rồi thủ, hai tay song song, kép sát, mắt nhìn thẳng, cầm cua xuống. Thực hiện kỹ thuật như sau. Nhịp 1, nâng đầu gối. Nhịp 2, xoay chân trụ, thả ra, thở ra, thu vào. 1, hít vào. 2, thở ra. 1, 2, 3, nhanh. Vừa rồi mình vừa chia sẻ kỹ thuật cơ bản của đòn đá vòng cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy like, share, comment và ủng hộ những video tiếp theo của SOS GMA. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một combo đòn đánh kết hợp giữa tay và chân, đó là đòn đấm thẳng tay trước và đá vòng cầu chân sau.
Trung Hiếu và Hoàng Anh vừa hướng dẫn các bạn một combo đòn đánh hai đòn chân, đó là đạp thống thẳng chân sau và đá một cầu chân trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của SOS GMA. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn, mình là Hiếu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tập luyện một kỹ thuật cơ bản tiếp theo trong võ thuật, đó là đòn đạp thống thẳng, hay còn gọi là đạp thẳng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện kỹ thuật. Tư thế phòng thủ, hai chân cùng vai, chân trước chân sau, mắt nhìn thẳng cầm cú xuống, hấp bụng, hai tay cùng sát sườn. Thực hiện kỹ thuật như sau: nhịp 1, nâng đầu gối lên, hít vào. Nhịp 2, xoay mũi chân trụ 45 độ, thở ra, đạp chân ra. Thu vào. 1, 2. 1, 2. Nhanh. Dẫn các bạn thực hiện một kỹ thuật cơ bản đòn đá, đó là đạp thống thẳng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy like, share, comment và ủng hộ những video tiếp theo của SOS GMA. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại. Sâu thở đều. Đi. Mạnh lên. Ok, đấm thủ đấm 1, 2. Đấm. Bùm bùm, đấm vào đây, đấm vào máy này. 1, 2, 1, 2. Đá. Bùm. Hai, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
giây nữa, 15 giây nữa. 1, 2, rồi. 10, ai cầm giấy lên. 1, 2, 3, giấy lên. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 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 1, 2, 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 50 giây, 50 giây. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
đứng nghe để mà đá phá tay ra. Đó.
họ đá chúng ta kéo về đây là để đồ hàng chậm dưới chân lại để chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây. Rồi như thế có thể chúng ta dùng đứng rớt ở đây một lần sử dụng bay và đóng liền ổng liền và các nhiều cách để mình và tầng giới thì các khán phẩm nhân của anh. Cái hai họ nhiều lớn chú lá đúng không? Họ nhiều lớn chú lá, cái tay chúng ta cũng ở đây nhưng mà cái tay này chúng ta phải nặng và hấp dẫn lên hoặc là tăng nắm hai lần nó bẻ đều đây luôn. Không giới thiệu cổ trường này, cổ trường này được sử dụng dụng sang đây. Đây, hấp phát một vài lên và ta ôm đây cái cái. Hoặc là ta ôm đây là ta để em cái cho nó đủ ha. Ở trong trường hợp lá, không được lá hóa ta để cái này, đây là lỗ này ha. Chắc chắn là sẽ cải vô là hai góc. Ờ, tức là khi nó đau thì mình cứ cứu hay là mình dùng tới đây rồi. Ờ, tới đây là mình tiếp. Tiếp rồi. Thì cái tay tại sao lúc này là ở đây nè. Bắn vô là đỡ được. Ờ, đỡ được. Đó. Trong trường hợp mà chúng ta không muốn cứu đối phương nào đứng tới đây chúng ta nó đẩy như này ra. Mà đối phương vẫn cố tình đóng tay kia nữa thì chúng ta không cần đỡ mà chúng ta đi thẳng đây luôn. Tiếp tục. Còn đá này chúng ta đỡ đây trước vừa chạm đây nè cái tay chúng ta có cái bộ béo này kéo qua ba đề điểm nha không đủ vừa kéo qua chúng ta tấn công năm năm tiền tấn công liền nhưng mà cái tay lúc nào không đủ đá vừa đá chạm quá nhiều cho nên họ phải thua lên không và chúng ta sẽ bỏ chút không đóng thì chúng ta sẽ không hết đồ thì sợ cộng lên đi ví dụ thành giống như là một cái cục đá hóa tay và chúng ta đứng đây ta đỡ được trước quýt mạnh lên ha mỗi trường hợp đỡ trên trước vừa được quýt dạng trên tay cả ta dùng cái này ta ấn mạnh xuống hoặc là ta có thể dùng cái này cũng bế này cũng được này cái lực này lên càng mạnh thì nó càng dễ bước cái này đó là tay trước vô cái này kim một hai sạch sạch ba hấp tiếp hai hạ tiếp ta né vào luôn luôn rồi luôn nếu hai tay là nó tung lên tung lên tay trước vẫn còn cách đỡ nữa cần gì họ họ đá lên từ đây được tay ta có khi nó ta mại quá thì ta cũng lết vô à. Không là ta vẫn ôm ta chặt chân sau vẫn canh giữ người chứ sao mày đá chân sau tay là nó khác tay che đây không tay kia muốn qua không bút lại nhưng mà ta chỉ vừa dán đây nè dán đây muốn tấn công lại thì sao à, đây cũng được đây cũng được nhưng cái này rất nguy hiểm cái chân cái trong nó không phun đặt cái đại đặt cái ngoài này lại em không thích nếu mà ta đặt cái xương nó cong nó sẽ gãy ở đây cũng gãy nè nhưng mà bên ngoài đặt vô nó khó gãy tại cái lực nó chịu tốt và nó đặt từ phía sau lại cái xương nó bị cọc nhưng đặt trực tiếp vô nó khó lắm rồi tiếp tục đá trên sau vẫn có cái cú bóng này cú bóng giữ trên phản công lại thì vẫn rất là dễ một là đá thẳng lên hai là bước vô ba là đá trước đá lại cũng phải đá trên sau thì bữa anh có làm cái này rồi tiếp tục trên sau đang nhẹ ở đây trước này cũng bị chặt luôn dặn đây luôn dặn đây thì một khúc này nè vừa dặn đây nè vừa dặn đây nè một lắm áp sát khúc gì đấy không hai đẩy đẩy đây nè hoặc là đẩy đây hoặc là đẩy đây chứ quýnh đây không sao hết hồi nãy giờ giới thiệu đỡ đây chứ giờ tới đây sao chúng ta cái này dặn ra cái này thì nó dễ quá rồi
tại sao là tấn công nó kiểu nó kéo ra tại tâm thế này nó chắc phải còn thời gian nữa đây thấy nhìn đây là tôi chỉnh tông đúng không chỉnh tông chỉnh tông đó rồi chân chân cái này khá được rồi đừng xa cái tay này thì nó vẫn có cái bộ máy tay ra là cái này để gì là ôm hoặc là thấp nên là cái này ta vẫn có thể gì giờ tới tại sao chân sau thì mình cũng làm lại được không cái này chân sau ta tay này như là đá nữa quý là đá giống như ngọt tại sao mới ngọt thì làm sao chúng ta buộc phải đứng lên và gì vâng chúng ta phải lui lại Lui lại còn cái này mình hướng dẫn bộ tay để phá bộ chân để ghi lại làm tư liệu cho cái môn võ LA Material.